Trong hai ngày thứ ba và thứ tư tuần này, thì nhiều người Singapore đã xếp hàng dài tại những cửa hàng thu đổi ngoại tệ để đổi đồng ringgit của Malaysia khi đồng tiền này giảm mạnh so với đồng đô la sinh. Trong hai ngày vừa qua, đồng ringgit của Malaysia giảm đáng kể so với đồng đô la sinh kể từ năm 1981. Một đồng đô la sinh có thể đổi cao nhất là 2,7 đồng ringgit Malaysia. Tại một số cửa hàng thu đổi ngoại tệ khác, tỷ giá có thể dao động từ 2,695 đồng ringgit đổi một đô la sinh hay 2,696 đồng ringgit đổi một đô la sinh. Đồng đô la Singapore tăng giá sau khi cơ quan quản lý tiền tệ Singapore tuyên bố sẽ duy trì chính sách tiền tệ hiện tại. Trong khi đó, Malaysia lại đang bị ảnh hưởng nặng bởi giá dầu giảm khiến chính phủ phải điều chỉnh ngân sách quốc gia cho năm 2015. Mức dự trữ ngoại tệ của Malaysia giảm đến 105 tỷ đô la Mỹ, tương đương 143 tỷ đô la Singapore hồi năm ngoái. Theo báo cáo của Bloomberg, Malaysia trở thành nền kinh tế tụt dốc nhanh nhất tại châu Á, đồng ringgit trượt giá có thể khiến lượng khách Malaysia đến Singapore du lịch giảm đi.